cái Hà Giang nhờ? Đúng rồi. Vâng. Ngày mình đi hai chuyến từ Hà Giang về Cao Bằng và từ Cao Bằng về Hà Giang hả bác nhờ? Hai chuyến thôi, sao vẫn là hai chuyến. Vâng. Ở đó là ruộng bậc thang bên kia quá nhờ. Đi từ bắc Hà Giang bắc Cao Bằng lên Hà Giang luôn nhờ. Cây nữa mới tới đồng phố thành phố mà đúng không bác nhỉ? Đúng rồi, về đồng phố nó gần hơn, có xe đi thẳng thành phố luôn. Vâng. Từ Đồng Văn đến thành phố bao nhiêu cây nhờ bác?
80 cây. Ồ. 80 cây. Vâng. Mà để cái đó ở đó đều đều nhiều hơn ở đây nhỉ? Ờ, kia đều nhiều lắm. Đi đường về thành phố là đều nhiều. Thì thôi cháu về đến Đồng Văn thôi. Cháu nghỉ ngơi đó. Ờ, về thằng Đồng Văn nghỉ ngơi xong rồi mai đi. Vâng. Mai đi thành phố. Ở Đồng Văn bây giờ cũng khá vui hả bác nhỉ? Ờ, có khách đông rồi. Du khách họ cũng thường ở đó. Du khách thì chưa đến đâu. Bây giờ nó đang dịch. Vâng. Nước ngoài chưa có vào. Ở đó nhà nghỉ khách sạn đồ nhiều. Nhiều mà. Tại nghe anh ở Hà Giang anh nói thôi thì ở phiên cháu ở Đồng Văn chơi một đêm đi. Sáng ngày mai bắt xe về Hà Giang. Về thành phố thì nó khỏe hơn. Cảm giác cũng khá ù tai.